Sau năm 1975, Cộng sản Hà Nội tuyên truyền rằng cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã tẩu tán 16 tấn vàng ra nước ngoài để làm của riêng. Sự dối trá nào rồi cũng sẽ có ngày được lịch sử chứng minh. Mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Đây là sự thật với Đặng Chí Hùng và Tâm Anh để thấy rõ bản chất tuyên truyền láo khoét của Cộng sản Việt Nam trong sự việc nêu trên. Với hệ thống audio nào, chỉ cần bấm số 1-832-999-1124. Quý khán giả có thể nghe Đài Đáp Lời Sông Núi qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Tâm Anh trân trọng kính chào quý khán giả đang đón nghe chuyên mục Đây là sự thật của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mến chào anh Đặng Chí Hùng. Thưa anh, câu chuyện về 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa được tung ra cách đây 40 năm nay đã hoàn toàn sáng tỏ. Vậy xin anh có thể tóm lược về việc này được không? Xin chào quý giả, chào thị Tâm Anh. Cái lúc miền Nam ấy rơi vào tay Cộng sản thì tính theo cái tỷ giá thời điểm đó, theo tôi được biết là 16 tấn vàng giá trị khoảng độ tầm 120 triệu đô. Thì rất nhiều báo chí phía Việt Nam Cộng Hòa cũng như phía Cộng sản thời đó đều cho rằng cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đem 16 tấn vàng ra nước ngoài và sống một cuộc sống xa hoa. Cho đến năm 2006 thì ngay cả đài BBC cũng đưa tin như thế và họ dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Anh. Thì cũng biết bao nhiêu cái lời nguyền rủa ông Thiệu trong suốt mấy chục năm. Người ta cáo buộc rằng ông ăn cắp tiền của quốc dân để sống cuộc đời sống sung sướng hải ngoại. Ngạc nhiên thay, ông cũng chẳng có cái gì đính chính trên báo, nhưng mà có một đó. Ông là một trong những vị lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa rất kín tiếng khi mà ra nước ngoài. Nhưng mà theo ông Huỳnh Biểu Sơn, hiện ông ta còn sống ở Việt Nam, là người từng trực tiếp giữ chìa khóa hầm vàng thời đó, thì nói rõ ràng số vàng đó để lại nguyên vẹn cho chính quyền mới tiếp quản. Sau đó một cái video clip mà trong đó ông Nguyễn Văn Thiệu đã khẳng định rằng ông không đem 16 tấn vàng ra nước ngoài. Và hiện nay chúng ta đã biết rõ rằng số vàng đó được chuyển ra ngoài Bắc và nhà cầm Cộng sản Việt Nam đem đi bán và sử dụng. Điều đó đã khẳng định ông Nguyễn Văn Thiệu hoàn toàn trong sạch trong vụ 16 tấn vàng năm xưa. Xin cảm ơn anh. Theo như tin tức người dân và các nguồn tin từ nhiều cán bộ cao cấp Cộng sản Việt Nam, thì số vàng đó được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chia nhau và trả nợ cho Nga, Tàu trong việc mua vũ khí đánh miền Nam. Theo anh, điều đó có đúng không? Thưa chị, số 16 tấn vàng đó được một số nguồn tin của trang mạng Quan Làm Báo trước đây đưa tin vào thời điểm năm 1975, thì ông Nguyễn Văn Hảo, nguyên là thống đốc ngân hàng và phó thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, ông là người quyết định giữ lại 16 tấn vàng và bàn giao cho Bộ đội Cộng sản Việt Nam. Thì sau đó Lê Duẩn đã ra lệnh di chuyển số vàng đó qua Nga và ông ta bảo rằng phải trả nợ Nga, nhưng mà thực tế thì Lê Duẩn đã đưa vào một số chương mục ngân hàng và để tên trên con là Lê Kiên Thành. Sau này Lê Kiên Thành lấy số vàng đó bán đi để kinh doanh tại Nga và sau đó đem tiền về Việt Nam mở ngân hàng Techcombank. Thì theo tin từ của Nguyễn Hữu từ Paris được đăng tải trên tờ Việt Nam Hải Ngoại số 132 ngày 31 tháng 1 năm 83, thì ông Nguyễn Văn Hảo nhờ được bảo vệ 16 tấn vàng và tài sản của quốc dân Việt Nam cho Cộng sản Việt Nam mà để dâng cho Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng dùng máy bay trở về giấu tại Côn Sơn, Hải Dương. Năm 1986 thì ông Lữ Minh Châu làm Bộ trưởng Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trước đó thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì với tư cách là trưởng ban quân quản các ngân hàng Sài Gòn Gia Định, cái ông Nguyễn Minh Châu này là người tổ chức trực tiếp quản tiền vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Thì trước đó nữa ông Châu cũng là một trong những người chỉ huy đường dây buôn tiền lậu để nuôi Cộng sản Việt Nam qua bí danh Ba Châu. Thì ông Ba Châu đã nói rằng hoàn toàn không có 16 tấn vàng, không có chuyện ông Thiệu cầm đi, và 16 tấn vàng nó vẫn còn nguyên vẹn trong kho của ngân hàng. Thì như vậy rõ ràng là đã có bằng chứng cụ thể ông Thiệu không hề đem 16 tấn vàng đi Mỹ và Cộng sản Việt Nam đã chia chác nhau để làm giàu mà thôi. Thưa anh Đặng Chí Hùng, ngay cả báo chí Việt Nam trước năm 1975 đều nói rằng ông Thiệu tham nhũng. Nhưng nếu nhìn lại thì chẳng thấy ông tham nhũng được gì. Ngay cả cái nhà của gia đình ông Thiệu ở tỉnh Ninh Thuận xem ra rất bình thường, chứ chẳng có gì nổi trội. So với các quan chức Cộng sản Việt Nam ngày nay thì ông Thiệu rất liêm chính. Cũng cần nói thêm về cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Ông đã từng bị cộng đồng người Việt nguyền rủa dữ lắm, vì trong một bài phỏng vấn trên báo Đức về thảm trạng người vượt biển, ông đã nói, tôi không có dính dáng gì đến họ. Điều này có đúng không thưa anh? Thưa chị, điều này thì đã bị hiểu lầm bởi báo giới. Nỗi oan của ông Tổng thống Thiệu đã được giải khi ông Nguyễn Tiến Hưng xuất bản cái cuốn sách Tâm tư Tổng thống Thiệu, thì chúng ta mới biết đâu là câu nói chính xác của ông Thiệu. Ông Thiệu nói rằng là I have nothing to do for them, tức là tôi không thể làm gì được cho họ, chứ không phải là I have nothing to do with them, có nghĩa là tôi không có dính dáng gì đến họ. Thì như vậy là ký giả người Đức đã viết sai.
Và sau này thì đích thân anh ký giả người Đức đã xin lỗi vì anh nghe tiếng Anh không có tốt, nên để cho ông Thiệu bị hàm oan tới 20 năm trời. Đó là một điều mà chúng ta thấy rằng ông Thiệu cũng bị tiếng oan sai rất là nhiều năm, nhưng mà cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật mà thôi. Tâm Anh chân thành cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chuyên mục Đây Là Sự Thật. Trân trọng kính chào tạm biệt quý vị. Mến chào anh Đặng Chí Hùng và hẹn gặp lại anh vào lần tới.